một mùa 20 chi 10 nữa lại đến, phái nam lại được dịp tôn vinh và lưu ý nhiều hơn đến những cô gái của chúng ta. Một năm có mấy lần được tri ân hội chị em, cũng phải tranh thủ nhân cơ hội này bày tỏ sự ga lăng và ân cần đến nửa kia thế giới chứ. Ai cũng không phủ nhận con gái ngày nay ngày càng dễ thương và thông minh, còn năng lực có khi còn ăn đứt khối anh thanh niên. Bởi giờ đây mọi khái niệm và quy chuẩn về con gái phải dịu dàng thế này, phải bớt giỏi cái kia để nhiều người lưu ý đã dần rơi vào quên lãng. Những định lạnh phiên bản thân không còn đè nặng lên hội chị em bởi được sống là chính mình không phải điều đáng tự hào nhất sao? Tuổi trẻ vốn ngắn, tuổi xuân của người con gái còn ngắn hơn vậy sao con gái phải ngồi im nhìn thế giới dịch chuyển? Đừng để thời gian trôi qua vô ích, đừng để sức trẻ phí hoài vì con gái xuất hiện để yêu yêu đương và mãi mãi xứng đáng được như vậy. Như những cô nàng dưới đây là ví dụ, không chỉ xinh gái mà chiến thắng học tập cũng cực giỏi khiến bao dân mạng phải siêu lòng ái mộ. 1. Trịnh Minh Tâm. Điểm qua hàng loạt những thí sinh tham gia cuộc thi ảnh ôm Lê Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 không thể bỏ qua cái tên Trịnh Minh Tâm đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội. Con người chơi ngay lập tức gây chao đảo cuộc thi với số lượt bình chọn khủng và sớm vượt xa các người chơi thí sinh khác. Minh Tâm hiện đang theo học ngành kỹ thuật sinh học của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nữ sinh gây chao đảo cuộc thi ảnh ôm Lê Hoa hậu Hoàng Vũ 2019. Ảnh Miss Universe Việt Nam Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Không chỉ dễ thương, cô nàng còn khiến dân tình hết sức trầm trồ trước phiên bản chiến thắng học tập và hoạt động ngoại khóa khủng. Minh Tâm từng đạt giải ba cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp của thành phố. Minh Tâm cũng từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Bách Khoa 2018 và tích cực tham gia các hoạt động của trường, là mẫu ảnh quen mặt cho nhiều nhãn hàng và các cửa hiệu thời trang. Dù con gái học kỹ thuật rất vất vả và cực nhọc nhưng Minh Tâm vẫn có chiến thắng học tập khá tốt. Con người chơi chia sẻ bí quyết, thực ra mình cũng không có bí quyết chi tiết nào cả nhưng trong giờ học mình luôn cố gắng tập trung hết sức, ghi nhớ các công thức tính toán theo ý hiểu của phiên bản thân và từ đó có thể phần mềm giải các bài tập một cách logic, chính xác. Mình muốn được học tập trong một ngôi trường đúng với chuyên ngành mà mình thích, có khuôn viên đẹp và từ rất lâu mình đã ái mộ các anh chị sinh viên học bách khoa nên mình có rất nhiều động lực để quyết tâm vào học ngôi trường này. Điều đáng tiếc là dường như con người chơi không có ý định tiến sâu vào cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ mà chỉ định thử sức ở cuộc thi ảnh ôm Lê để thử thách phiên bản thân và lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi trẻ đẹp. Trong tương lai, Minh Tâm sẽ cố xong xuôi việc học trên trường và tiếp tục thử thách phiên bản thân trong nhiều lĩnh vực khác ngoài chuyên ngành kỹ thuật mà mình đang theo học. Không chỉ dễ thương, cô nàng còn khiến dân tình hết sức trầm trồ trước phiên bản chiến thắng học tập và hoạt động ngoại khóa khủng. 2. Hốt Jean Nguyễn Lâm Thảo Tâm. Hốt Jean Nguyễn Lâm Thảo Tâm được lòng dân mạng vì không chỉ đẹp đẽ mà còn rất năng lực, hứa hẹn sẽ làm nên nhiều chuyện trong tương lai. Lại một cô nàng tên Tâm nửa gây sốt và vô cùng được lòng dân mạng. Cô nàng được nổi tiếng với biệt danh Hốt Jean vì chiến thắng đạt 85 inch chỉ trong lần thi đầu tiên. Cô từng đại diện Việt Nam tham gia diễn đàn lãnh đạo trẻ thế giới năm 2016 tại Ra-Dinh. Xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình 8 Elite Infaseo, cô nàng ngay lập tức gây chú vì nhờ ngoại hình đẹp đẽ cùng phong thái tự tin khi trả lời câu hỏi tiếng Anh hết sức lưu loát. Thảo Tâm từng nhận học bổng của Đại học Phân Ri Việt Nam nhưng cô nàng quyết định không đi du học như ý định trước đó. Sau khi xuất hiện trên chương trình 8 in, cô nàng không có ý định tiến sâu vào showbiz mà quay lại tập trung vào việc học. Hiện tại, Thảo Tâm tham gia nhiều các hoạt động và dự án liên quan đến tiếng Anh và giới trẻ đồng thời làm mẫu ảnh quen mặt của nhiều yêu đương hiệu thời trang ở Sài Gòn. Những hình ảnh ngọt ngào tuổi 19 cho thấy cô nàng đã trưởng thành và trở nên dễ thương hơn rất nhiều. Hiện tại, Thảo Tâm đang tham gia nhiều các hoạt động và dự án liên quan đến tiếng Anh và giới trẻ đồng thời làm mẫu ảnh quen mặt của nhiều yêu đương hiệu thời trang ở Sài Gòn. 3. Cặp song sinh Huyền Trang Mỹ Huyền. Cặp chị em song sinh nổi tiếng, được mệnh danh là những bông hoa diệt trên đất Nhật. Nếu kể tên du học sinh Nhật đình đám không thể không nhắc đến cặp chị em song sinh Huyền Trang Mỹ Huyền. Hai cô nàng cùng giành học bổng ngành mỹ thuật của trường đại học ở thành phố Okayama, Nhật Bản.
Thành tích của Huyền Trang Mỹ Huyền kể đến sáng mai thế hệ hết khi hai chị em từng đạt học bổng 50% Neton Ramachun, giải nhất Neton Go Talent mùa 1 và 2, thành viên của hội từ thiện thật, tham gia đóng quảng cáo cho Core Hàn Quốc và Fineja Bang Nhật Bản, tham gia biểu diễn võ ngày hội 1000 năm Thăng Long năm 2010, tham gia biểu diễn võ quyên góp từ thiện trong chương trình Trái Tim Thật. Hai chị em cùng một nữ sinh Nhật từng đạt giải nhất một cuộc thi do trường tổ chức để mang về 1,5 triệu yên tương 300 triệu đồng cho ý tưởng khởi nghiệp. Cô chị Mỹ Huyền làm việc cho công ty truyền thông Bodelet Nhật Bản, biến thành mẫu chụp quảng cáo cho Fineja Bank khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Cô em Huyền Trang cũng không kém cạnh khi đoạt giải Á hậu một cuộc thi Miss Jisa Nhật Bản tổ chức tại Tokyo và biến thành phó chủ tịch trưởng ban đối ngoại của ban chấp hành hội thanh niên Việt Nam tại Okayama Jisa Okayama. Cặp chị em cùng chuộng phong cách ngọt ngào, nữ tính nhưng không kém phần năng động và hiện đại. 4. Đại sứ Anh Vũ Nam Trang Linh. Đại sứ Anh 2018 Vũ Nam Trang Linh vừa đập để lại tài giỏi hết phần thiên hạ. Cô nàng được nổi tiếng khi không chỉ đẹp đẽ mà còn xuất sắc giành danh hiệu Đại sứ Anh 2018 và hàng loạt chiến thắng học tập đúng chuẩn con nhà người ta. Hồi thi vào lớp 10, Trang Linh đổ cùng lúc 3 trường chuyên nổi tiếng là Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên và Trung học phổ thông chuyên Sư phạm với số điểm cao chót vót 58. Môn học cô nàng giỏi nhất là toán và đã đạt được vô số chiến thắng quốc gia và khu vực cho môn học này. Trang Linh từng giành huy chương tiến thưởng kỳ thi toán học trẻ quốc tế IM, huy chương bạc cá nhân kỳ thi IM Interna, giải khuyến khích kỳ thi tiếp Juno cấp quốc gia. Con người chơi cũng biểu hiện năng khiếu lãnh đạo vượt trội khi giành huy chương vàng lãnh đạo trẻ châu Á tại Singapore. Dù qua 3 năm cấp 3 nhưng Trang Linh vẫn dẫn đầu lớp môn toán. Con người chơi từng chia sẻ sợ nghiệm học tốt môn này là nhờ đam mê cũng như tự nhận ra lợi ích môn học này mang lại. Khi học toán, mình cảm thấy rất sảng khoái nhất là khi giải được một bài toán dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Học toán giúp tư duy của mình nhanh nhạy hơn, giải quyết tốt nhiều vấn đề trong cuộc sống tốt, nữ sinh 10 năng lực tâm sự. Những hình ảnh hồi lớp 10 vô cùng đẹp đẽ và hồn nhiên. Đại sứ Anh năm 2018 đã truyền cảm hứng cho biết bao anh sơ năng lực khác. 5. Thủ khoa Đại học Khoa học Tự nhiên Trần Thị Y Dân. Nữ thủ khoa Đại học Khoa học Tự nhiên Trần Thị Y Dân. Trần Thị Y Dân được biết đến là thủ khoa năng lực của trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm nay với tổng điểm xét tuyển tổ hợp Anh là 2.765 điểm, trong đó Toán 94 điểm, Lý 925 điểm, Anh 9 điểm. Nữ sinh hiện đang theo học lớp cử nhân khoa học tài năng vật lý của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Con người chơi từng là cựu học sinh chuyên lý trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù thuộc diện tuyển thẳng của trường nhưng con người chơi vẫn muốn thử sức mình và kết quả vượt quá mức mong đợi khi dân đổ thủ khoa của trường năm nay. Kết quả này không quá bất ngờ khi con người chơi luôn giữ chiến thắng học tập nổi trội với 12 năm liền học sinh giỏi, từng đạt giải nhì học sinh giỏi lý cấp thành phố. Sở hữu dòng eo con kiến đáng mong ước nên con người chơi không sợ diện những bộ y phục thoải mái, trẻ trung. Hiện tại, Y Dân chưa có ý định chi tiết nhưng trước mắt con người chơi này muốn cố gắng học tập thật tốt và cố gắng hết mình để có quãng đời sinh viên ý nghĩa nhất.